Nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là phun răng và thần thái. Chào mừng các bạn đến với THL Gym quận 12 để theo dõi buổi tập mắt OT của Duy Nguyễn, nhóm cơ mông đùi. Ở bài mắt OT này là một trong những cái ngày tập mà đỡ tốn kém nhất các bạn. Chúng ta chỉ cần 3 thiết bị thôi. 3 thiết bị rẻ tiền, nếu mà các bạn nhập đồ lô rẻ tiền thôi thì các bạn sẽ có được một cái buổi tập mắt OT tuyệt vời. Mắt OT trong những cái ngày tập là ngày hôm nay là rẻ nhất nha các bạn. Đây sẽ giới thiệu bạn trên khung Forex. Khung power rack và có dàn deadlift platform thì chúng ta tập được hai bài xương sống. Hai bài xương sống luôn. Rồi xong rồi chúng ta qua máy Smith bên đây, chúng ta tập được bài bắp chuối, là đủ bài mắc OT trên phòng gym. Tương đối thiếu thiết bị các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi. Trong những video trước thì Duy Nguyễn nói khá là ngắn gọn thì các bạn có thể không để ý, nhưng mà đối với mắc OT, vấn đề sub và vấn đề gear là cực kỳ quan trọng. Như bạn, gear là gì? Là những cái trang thiết bị, khăn, rồi giày, rồi đai lưng, rồi ba pad. Để tập được mắt OT phải có ba pad, không ba pad nghỉ đừng tập mắt OT nha các bạn. Khó nhất của mắt OT vẫn là phần khởi động. Thì bây giờ để Duy Nguyễn xem các em học viên Nhật. Em này là đến từ xứ sở CRV. Set up buổi tập mắt OT có hợp lý không các bạn? Sau khi thấy được cái sự thất bại ê chề của những bạn khác cũng trong team luôn, đã thất bại trong việc set up giáo án mắt OT phần khởi động của Duy Nguyễn, thì ngày hôm nay để coi coi bạn Nhật bằng nhật này bạn sẽ đáp thế nào. Ba a a bốn bt nó không thèm đếm luôn các bạn ơi. Okay. Rồi. Mày vô xuống nè. Đây. Thôi lên mất tại chính thức. Lên 2 3. Lên cho nó men em, 5kg. Bước nhảy lần 5kg.
Ba. Try more. Lên. Này. Lên 5kg một bên cho đỡ mệt đi em. Nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là phun răng và thần thái. Đổi qua bài Roman Deadlift đề 3, 50kg một bên. À, chào mừng các bạn đến với bài tập có tên là Kiếp Đỏ Đen. À, bài tập này tại sao có tên là Kiếp Đỏ Đen? Tại chúng ta phải mang một cặp dây màu đỏ, cặp dây màu đen. Rồi. Tên chính thức của bài tập này là Roman Deadlift, là một bài tập khá quan trọng trong ngày hôm nay. Thì THOL Gym Center đầu tư tính hết rồi các bạn. Để chúng ta có thể phối hợp bài tập này một cách tốt nhất. Đuối rồi. Mỗi lần tới ngày tập bắt đầu tay chân là nó ngán lắm bạn. Nhất là có bài squat và deadlift chung. Đuối chịu không nổi. Nên giờ mình sẽ đề ba nhẹ nhàng với Roman Deadlift 120 thôi nha các bạn. Wow. Mức tạ mơ ước của biết nhiều người á. Không giỡn đâu. Bạn coi tôi nói giỡn giỡn vậy thôi chứ. Mức tạ mơ ước của biết nhiều người á bạn. À, Duy sẽ chơi theo thứ tự là 6, 4, 5, 4. 6, 5, 4. Xong rồi 50, 55, 60. 60 là thành 140. Tại sao 60 là 140? Ai biết comment đúng event. Hây. PT đâu? Lên tạ 5kg. Xin phép các bạn cho Duy đến chính chút xíu, là nãy tôi kêu PT là hai thằng nhóc này nó vô là nó gắn tạ thôi các bạn. Tại vì PT kia đi dạy rồi. Nó đang hỗ trợ mình xong rồi nó có kèo nó dạy luôn rồi. Xong giờ đây là bạn PT khác lên. Nó hỗ trợ tiếp nha các bạn. Phù hợp target. Rồi, 5kg nhảy. Rồi.
lên 5kg nữa. Chơi nữa không ta? Hôm qua bonus bài này đi, đủ bài. Bắt OT tập vừa vừa thôi, 10 set rồi đó. Như đường bèo không rời xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được nhau. Cành duyên bao chiều thề hẹn bay cao, cùng nhau xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ái. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.